Vâng, em xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh review, chia sẻ và hướng dẫn tất cả các sản phẩm về điện máy. Hôm nay thì bên siêu thị của Ecomax vừa về với con TV LaLaCell, dòng TV 55 inch của LG. Thì hôm nay em sẽ chia sẻ cho tất cả mọi người cái dòng TV 55 inch này có cái điều gì khác biệt hơn so với các dòng TV Smart TV thông thường của LG. Đầu tiên thì con 55 Lalo 81 của LG sẽ là dòng TV thay thế cho cái dòng TV 55 SM 8100 của năm 2019. Đó là con 55 Lalo 2019. Thì năm nay ký hiệu nó khác đi một chút, đó là 55 Lalo 81 TNA. Còn năm ngoái thì sẽ là 55 SM 8100 PTA. Đó, model khác đi một chút. Còn về phần thiết kế của con này nó có điều gì khác biệt hơn không? Đầu tiên thì thiết kế của năm nay cũng khá là tương đồng so với năm ngoái. Chân của con 55 Lalo 81 này vẫn được thiết kế bằng chân hình bán nguyệt. Chân bằng kim loại hình bán nguyệt. Đây, mình quay gần cho mọi người xem. Chân hình bán nguyệt rất chi là bóng. Đó. Chân này thì giúp cho TV được giữ chắc chắn hơn so với chân hai bên. Ngoài ra chân nó sẽ thiết kế đẹp hơn, nhìn rất là sang trọng. Đấy là phần chân của TV LG này. Bên cạnh đó thì dòng TV LaLaCell mọi người sẽ được trải nghiệm cái phần khung viền màn hình rất là mỏng. Màn hình nó sẽ được tràn viền ba cạnh, hai cạnh hai bên và một cạnh trên cùng. Hai cạnh hai bên, một cạnh trên cùng đây, mọi người để thấy rất là đẹp luôn. Đầu cái phần viền của nó, con 55 Lalo 81 này, viền của nó thì được làm bằng viền nhựa tổng hợp chứ không được bằng viền kim loại. Lắp lưng đằng sau thì sẽ là làm bằng lắp lưng bằng kim loại. Đó. Lắp lưng kim loại. Phần dưới cùng mọi người sẽ được có thêm cái viền ở đây nữa. Cái viền này là viền bằng kim loại. Viền bằng kim loại, do đó là khi mọi người bật tivi một thời gian lâu thì cái viền này mọi người sờ vào sẽ cảm thấy có nhiệt độ nóng, khá chi là nóng. Đó. Đấy là cái phần viền. Ở phía dưới này thì sẽ có cái logo của LG ở đây. Logo LG và có chữ LaLaCell ở đây. Đó. Hơi mờ một chút là do cái hình ảnh của TV nó phản chiếu vào cái điện thoại của mình. Thì đấy là cái phần thiết kế bên ngoài. Giúp cho mọi người có cái khung nhìn rộng hơn và thiết kế sang trọng hơn so với các dòng TV thông thường của LG. Bên trong của chiếc TV LaLaCell này thì có khá là nhiều cái đặc điểm khác biệt so với dòng TV thông thường. Đầu tiên thì nó vẫn sẽ được sở hữu dòng chip xử lý 4K của LG năm 2020. Con chip này sẽ là chip lõi tứ, tức là 4 nhân. Nó rất là mạnh so với các dòng TV thông thường. Đó, giúp cho tốc độ xử lý của con TV này được nhanh hơn và mượt hơn so với dòng khác. Bên cạnh đó thì TV LaLaCell thì sẽ sở hữu thêm những cái công nghệ trí tuệ nhân tạo, đó là công nghệ Thinh IQ. Công nghệ Thinh IQ trí tuệ nhân tạo này thì giúp cho phần hình ảnh nó sẽ tự động được nâng cấp lên, hình ảnh tự nâng cấp lên. Nó sẽ hòa quyện cái phần hình ảnh vào phần âm thanh cho mọi người. Nó giúp cho mọi người cảm nhận được cái âm thanh được phát ra nó đúng thực tế nhất. Và các bác xem nó sẽ được trải nghiệm thực tế hơn so với cái dòng khác. Đó, đấy là nhờ cái công nghệ Thinh IQ. Hình ảnh nó sẽ được là sâu hơn, mượt hơn qua từng cái góc độ khác nhau. Đây là mọi người xem các cái góc độ khác nhau như thế này. Thì TV nó sẽ không bị lóa hay là bị nhòe màn hình. Đó. Đối với cái công nghệ của TV LaLaCell thì giúp cho mọi người có thêm những cái trải nghiệm hình ảnh được sâu sắc hơn. Đây, em quay cho các bác xem là rất nhiều góc độ. Góc độ nào thì TV nó cũng xem được rất là mượt. Đó. Đó, đấy là cái công nghệ Thinh IQ. Thì bên cạnh đó, dòng TV LaLaCell thì mọi người sẽ có thêm ngoài cái tấm nền màn hình ra. Đó. Thì trước tấm nền màn hình mọi người sẽ có thêm của TV LaLaCell sẽ có thêm một lớp kính nữa. Một lớp kính thì sau đó mới đến một lớp đến với tấm nền màn hình. Do đó là tấm nền này rất là cứng.
rất chi là cực. Thì khi mọi người ấn vào hay là có nhớ tay chạm vào thì nó sẽ cũng không bị loang, có những vết loang giống như là các TV không có tấm kính đó, các TV dòng smart TV thông thường nó sẽ không có cái chế độ như vậy. Đó. Thì bên cạnh đó thì dòng NanoCell thì vẫn sở hữu cho mọi người các cái công nghệ đỉnh cao nhất của dòng TV LG. Đó là con chuột thông minh, chuột bay thông minh và có thêm tính năng tìm kiếm giọng nói. Hỗ trợ Google Assistant là rất chi là tốt, tìm kiếm giọng nói nhanh. Ngoài ra kết nối Bluetooth với các thiết bị ngoại vi bên ngoài như loa hay là điện thoại thì đều kết nối được. Đó, rất chi là nhanh. Mọi người có thể kết nối từ điện thoại lên trình chiếu video hay là xem ảnh lên TV. Hoặc là cắm chuột vào bàn phím để mình có thể chơi game hoặc là lướt web cách nhanh nhất. Dòng 550 này thì được sản xuất ở tại Malaysia. Sản xuất, xin lỗi mọi người, sản xuất tại Indonesia. Công suất tiêu thụ điện của nó là 155W. Đó, khá chi là hợp lý so với dòng 550. Do là dòng TV NanoCell mới ra trên thị trường năm 2020. Do đó giá thành của con này cũng khá là tương đối cao. Nó rơi vào 7.490.000, tức là vào 17.500.000 đồng so với dòng TV NanoCell của 2020. Đó, thì nó mới ra nên là giá tương đối cao, thì một vài tháng nữa thì giá nó sẽ tự động đao xuống phía dưới. Thì các bác có nhu cầu mua con này có thể liên hệ trực tiếp với website của Ecomark qua website ecomark.vn hoặc là đến trực tiếp tại sàn của bên em qua km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Đó, để được trải nghiệm cũng như là xem trực tiếp sản phẩm. Tất cả các dòng TV của LG thì bên em sẽ bảo hành điện tử của LG là 2 năm tại nhà và đổi mới cho tất cả các bác trong 30 ngày đầu. Nếu TV có gặp lỗi của nhà sản xuất thì bên em đổi mới ngay. Đó. Chính sách bảo hành rất chi là tốt. Đấy là tất cả những gì mà em muốn chia sẻ cho các bác về dòng TV LaloCell 55 Lalo 81 TNA của 2020. Rất cảm ơn các bác đã theo dõi hết cái video này. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo.